Đây là dĩa sò sò tộ này là như trăm như là trăm mấy 200 gì quá này. Biển Tân Thành hay còn gọi là bãi biển Gò Công nằm ở xã Tân Thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bãi biển này kéo dài khoảng 7 km, sở hữu những truyền cát đen trải dài thật sự ấn tượng. Nói không ngoa thì nơi đây là một trong những bãi biển cát đen thú vị nhất nước ta. Hải sản là yếu tố số 1 hút khách du lịch, nên dưới đây là những thời điểm bạn nên ghé để có trải nghiệm tuyệt vời nhất, như mùa nghêu từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch, đặc biệt là tháng 4, mùa ốc ngón tay là từ tháng 5 âm lịch, mùa sam là tháng 10 đến tháng 2 âm lịch. Dạo bước trên cây cầu nhỏ, khách du lịch sẽ được chứng kiến tận mắt hoạt động đánh cá của những ngư dân đại lưới, ngắm nhìn những người dân cần mẫn lao động trên nền biển mênh mông trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Nói không hoa thơ được. Chào mọi người nha, hiện tại mình đang có mặt ở bãi biển Tân Thành nè, này là bên Gò Công Đông nha. Xa xa đằng kia có cái cầu đi ra ngoài biển kìa. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó nha mọi người. Cầu này mình nghĩ là cầu ra bến tàu thôi mọi người. Đây còn có cái cầu thang đi lên đi xuống nè. Chắc là vận chuyển hàng hóa là đi ra ngoài biển tham quan. Đây không biết có phải là bãi nghêu không nữa. Các quán ăn ở đây mọi người, họ xây nhà sàn nè mọi người đó, như quán nào cũng vậy tương á. Để mình sẽ giới thiệu mọi người một số cái quán ăn đây nha. Ui, nhưng mà như họ không có vệ sinh mọi người, rác họ bỏ dưới luôn kìa. Đây, lối đi và đường cây nha, lập lá. Quay các quán cho mọi người xem. Qua đây mà cuối tuần mình qua đây mình giải trí cũng được đó mọi người. Từ Bến Tre mình qua đây cũng gần. Này rất là cao nha, chắc là nước lên dữ lắm á. Có đê chắn sóng cho nên chắc là nó không có trôi cát, cũng không có bị lỡ cát á. Sạt lỡ là sao? Ôi, xe máy chạy vô đây luôn nha mọi người. Đây cái bãi hồi đầu xe máy này. Chạy đây luôn. Mọi người an tâm. Xe nghêu nha mọi người. Họ bắt mình mua 1 ký nghêu nha. Đây là dĩa sò tộ. Này là trăm mấy 200 gì quên rồi. Này cũng được nha mọi người. Đây cứ nên đến nha, bãi biển này để ta tham quan thử nha. Thử dùng món này nha. Biển Gò Công từng. Đây là ủa, thằng Quyết vậy một dĩa vậy nè. Thằng Quyết. Nãy mình tưởng là 1 ký không á, thằng Quyết. Dĩa này nhiêu ạ? Dạ 150. Dạ cảm ơn. Không, đây con sò tộ nè mọi người. Nếu mà hành. Mà họ nướng họ chỉ bể để có những cái này giống như là này ở mức phải nướng lửa than hay là nướng lửa bếp ga để xích ra đắng giữa được hay không, cái này giống như nướng bếp ga quá giống vậy nè, nó không có cháy dưới đít mọi người, giống như nướng bếp ga rồi bỏ lên họ quét miếng mỡ hành ha, nhưng mà ăn cũng được, nóng tươi, nói chung là ăn nó ngon. Ăn ngon kia nữa đó. Đây mình sẽ ăn thử con suối cho mọi người coi nha mọi người. Đây là sò huyết mình ở đời suối ăn me. Me thì cũng được nhưng mà hơi mặn mặn nha. Nhưng mà con sò huyết thì ok nha mọi người. Sò huyết tươi nè, thì sò huyết tươi nó có bọc máu nè mọi người, thấy không mọi người? Đây là bọc máu nè. Đây là hào nè mọi người, 30.000 một con nha. Nãy mình kêu họ bắt mình phải mua một dĩa 6 con. Để mình sẽ ăn thử nha mọi người. Tại vì bây giờ ăn nhiều quá. Thôi giờ thôi nghỉ ngơi. Bây giờ em thấy á là hào học pháp là ngon nhất, giờ mình ăn cũng mặn nghỉ ngơi nha. Mình thấy con hào nha mọi người. Ở đây nó nướng không có bên Tre nướng có phù mà. Không sống không sao đâu. Của một con giống còn sống bây giờ trong nha mọi người. Đây là cháo nha mọi người. Cháo hào. Cháo hào. Đó mình có đây còn cháo hào nữa. Mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ôi, hào này là chắc là hào trong tủ lạnh đó. Hào này trong tủ lạnh nè mọi người. Hào thịt đó. Nồi cháo này húp cho có nha mọi người. Mình để mình húp thử cho mọi người xem nha. Cái hào này á là mình thường á là những người ta làm cháo hào á là cái hào mà hôm nay họ nó ngợp mọi người, cái họ lãi họ bỏ tủ lạnh. Nhưng bốc họ làm cháo, ít ai mà lấy hào tươi để làm cháo hào đó mọi người. Từ khi mình mua cái tô cháo, lỗ cháo mình kêu hào để tại chỗ rồi mình bỏ mình ăn thôi. Nào đang nhìn thấy con hào nè. Nó hầu như là nè. Hai nha mọi người. Cơm. Cơm. Còn đây là dĩa cơm không quay, đây là dĩa cơm chiên hải sản. Được, hả?
180k. 180k hả? Ừ.